chiều ngày 26 tháng 7, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau cho biết, cơn mưa lớn kèm theo dông lốc làm hư hại 5 căn nhà dân, trong đó tốc mái 4 căn, sập 1 nhà trên địa bàn xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Theo đó, có 6 căn nhà sập hoàn toàn và 8 căn nhà tốc mái, gây ảnh hưởng đến hạ tầng điện lưới. Thống kê ban đầu, ước thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Hiện các lực lượng biên phòng và dân quân tự vệ địa phương đã kịp thời giúp người dân khắc phục tạm thời thiệt hại sau thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Tại Bạc Liêu, khoảng 5 giờ cùng ngày, cơn mưa lớn kèm theo dông lốc làm hư hại 5 căn nhà dân, trong đó tốc mái 4 căn, sập 1 nhà và gãy đổ trụ thu phát sóng trên địa bàn xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu. Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo xã Vĩnh Trạch đã đến khảo sát, kiểm tra khu vực bị hư hại và khẩn trương bố trí lực lượng, nhanh chóng giúp người dân khắc phục hậu quả dông lốc, di dời tài sản. Hiện địa phương đang thống kê thiệt hại,